Rồi, xin chào cả nhà. Mình đi thăm bẫy cả nhà. Xuống đây thăm cái bẫy đầu tiên, mình thấy nó lồi lên rồi nè. Khui coi. Rồi. Vô cả nhà. Quá đã, cái đầu tiên vô con mạnh kia vậy. Rồi cả nhà. Trời ơi trời. Vô nhất cả nhà. Cái đầu tiên vô con nhất rồi. Rồi. Nó bự. Thứ này. Thứ này cỡ này. Thấy sao cả nhà? Mới cái đầu tiên à. Cái đầu tiên thấy như gì đã không? Trời ơi gì đâu mà cái đầu tiên trời nó đã. Con này hơn 600 gram cả nhà ơi. Nè. Ôi. Quá đã rồi. Gà gà bò gà đó. Rồi, đặt lại cái xe cua. Ngồi nó ra ngoài thì mình tính nha, mình bắt nó nha. Nè. Ôi trời. Còn gì bằng. Mới vô cái đầu tiên mình đã vậy rồi. Xuống. Xuống đây. Vô đây mình thăm cái thứ hai. Nãy cái đầu tiên là cái mới. Cái mới chạy nền. Dính. Cái thứ hai là cái cũ này. Cái bẫy sao nó tốt dưới kia dữ rồi. Giống như có con gì nó đẩy xuống. Không phải không. Gì? Trời ơi chuột chết mất tiêu luôn rồi. Không thấy xét ở nhà ơi. Ủa kỳ ta. Ủa kỳ vậy. Không có thấy xét mà cũng không thấy phân mà cũng không thấy gì luôn cả nhà. Ủa cái bẫy này là hình như là không thấy dấu tích gì luôn á. Lúa cũng hết sạch luôn kỳ ta. Mình không hiểu cái này nha. Đây có chai nước gì nha. Hay bị người ta bắt rồi. Tại vì cái bẫy của mình á, không có nằm sát xuống ở dưới đây đâu. Giống như mình để con cái gọi là không có đúng theo cái kiểu mình bỏ giống như mấy lần mình đặt á. Cái này là cái mấy cái bụi bụi sát sát này là hồi đợt trước nè. Bây giờ nó trống lỏng hết trơn rồi nè. Kiếm cái khác mình đặt rồi. Về quanh đây đi. Đây. Thăm cái dưới đây. Lâu lắm rồi nè. Cái này cái bẫy cũ đặt lâu lắm rồi. Bây giờ chuột còn không đây. Còn chuột thì để tiếp cả nhà. Hết chuột thì mình rút chứ còn để tiếp. Mới vô rút cho bẫy. Chết chuột. Giờ đây mình bắt cái con rắn mới dính. Con rắn nhất. Rút cái bẫy là con bẫy sư cua. Con nhất mới dính cả nhà. Dính cái đầu tiên nè. Nãy giờ mình thăm được hai ba cái rồi. Không thấy dính. Quá trời con này đã chắc 700 gram được. Mở ra cho cả nhà xem. Mới thầm mấy cái mà lội bộ mệt. Nắng lên mệt quá. Thở. Nhưng mà con này vô là thấy ấm rồi. Được hai con này cũng được đó nè. Nè. Nhìn thấy. Con này chắc vô cỡ 700 gram được. Bành kỳ. Bắt nó ra luôn cả nhà. Con đầu tiên. Bỏ vô túi cho nó ấm cúng với ta. Một thứ lưu. Đây. Ôi trời nó đã. Nó đã nha. Cái này mới chạy nền. Thăm chuyến thứ hai dính này. Chuyến đầu chết chuột. Chuyến đầu là mình thăm từng rồi á. Mưa quá chết chuột. Chuyến này nắng lên đi. Ấm. Trời ơi trời. Hai con là ký gửi cũng ngon. Dính hai con cả ký gửi.
là gần nhất á. Ồ nó bự cái nhà đi dưới nè. Ôi ôi trời nó dài, con này dài quá trời luôn nè. Quá đã cả nhà. Con này cỡ 700g á cây. Bắt giết là cầm quen tay á. Đón được cái số em đầu tiên. Mong là những cái sao rồi bội thu nha. Rồi. Quá đã. Khui vậy. Chuột còn cả nhà này. Thấy chuột à. Cái này sớm muộn gì cũng nó dính con nhất à. Chỗ này yên quá trời. Trời. Đây cái lọc nó mối quá. Của người ta đặt à. Còn cái bẫy của mình ở đây. Có không đây mà thấy trong chuột trắng này. Chuột còn luôn. Chuột chuột. Chuột còn luôn. Xuống đây. Dạ. Khui. Trời ơi cái bẫy. Rồi có hổ ngựa. Hổ ngựa chút xíu. Trời ơi. Con này chắc 100g quá. Con này mình thả lên cả nhà ơi. Hổ ngựa nhỏ nha. Rút luôn cái bẫy này. Không dính gì trơn, để lâu rồi. Bây giờ dính con chút xíu. Để mình bắt, mình xử lý nó ra rồi mình thả nó luôn. Trời ơi con cá mối nó bự. Trời ơi cái bẫy. Trời ơi. Dính một cái nhà này. Hổ ngựa. Con này cũng bự ạ. Cái đầu nhỏ xíu vậy. Trời ơi trời. 400g nửa ký rồi cả nhà. Cắt luôn cái bao. Cái quái gì mà con chuột nó cắt luôn bao. Nửa ký không đây. Tầm 400g quá. Gãy đi. Ngồi ra ngoài tính á. Cái vỏ mình này. Mình lại kia mình thăm cái này phải để trong mát. Dạo này nắng quá, chuột nó chết. Lại kia, tốt dưới kia thăm cái nhà. Khui. Có phần luôn cả nhà. Trời ơi, mấy con này con gầy. Bụt xích. Bụt xích này hôi lắm nè. Không biết con gì đây mà phân nè. Nè. Trắng nõn đó. Nặng không đây. Trắng tát hổ hành quá. Hổ hành cả nhà ơi. Yeah. Ôi cũng nặng rồi nha. Chắc vô nhì quá. Nhì không đây. Hai cái dính hai con hổ hành, con hổ ngựa đằng kia nữa. Con này chắc chưa nhì. Hai cái dính hai con, ok. Rồi, ra bắt nó luôn.
Rồi. Rồi có phân luôn cả nhà ơi. Mới vừa dở hé hé lên thấy nè. Nè. Phân nó rớt nè. Trong ngón tay mình nè. Đó. Chắc cũng ngựa nó quá hay là nó hành đây. Trời. Con gì đây? Hổ hành cả nhà ơi. Trời ơi, hổ hành ba. Con hổ hành ba. Ba con này. Ba cái này mới chạy nền. Hổ hành ba cả nhà ơi. Ngồi nữa mình chạy vô trong mát đằng kia mình bắt nó luôn. Giờ lấy cái xe cua mình đặt lại. Nè. Con hổ hành mới dính nè, với con hổ ngựa nè. Mà đây tính nắng quá. Lấy cái xe cua mình đặt lại cái. Rồi. Rồi. Vô trong mát rồi bắt mấy con này ra. Mấy con gắn máy dính. Giờ mình bắt con gắn máy dính ra luôn cả nhà. Một em hổ hành nè. Hổ hành ba. Một con. Con hổ ngựa kia không biết được nửa ký không đây. Con gì nhỉ? Con này con gì cả nhà? Chà bá. Quá ngon. Ý. Vô. Bắt luôn con hổ ngựa cày. Nhạc hát quá. Ba con hổ hành cả nhà. Con hổ ngựa. Này chắc nhỏ quá. Nửa ký. Nhỏ quá cái này. Nửa ký. Bắt đem về đi. Rồi tính sao. Tính thả nó mà có người ta dặn á. Có người ta dặn cỡ nửa ký, nửa ký. Bắt bán cho người ta. Có người dặn thì mình bắt thôi, kiếm tiền xăng. Chứ mình nhỏ quá lười bắt. Vô, con này nhanh gọn lẹ ha. Vô cái vô liền ha. Đây đó. Này chắc tầm nửa ký không tới đâu. Rồi, tiếp tục nha cả nhà. Cui giống mối hai ba con, hai con giống mối. Chuột đâu? Chuột đây. Còn lúa, nó lộn còn chuột cả nhà. Khui. Con
á, chịu rồi. Trời, cái này bộ có ai thăm mà lấy ra khui coi. Bịch lúa sao mà nó ém như đây dữ vậy, chuột nó đẩy nha, chắc chuột chết rồi nó đẩy nha. Chuột còn luôn cả nhà. Ủa lúa ém ghê à. Giờ mình bước xuống dưới đây nè, cái này ngay chân cho cái đầu ống bọng luôn, đầu của cái kinh luôn à, cái kinh dạ. Thăm cái này trời, rồi có phân luôn cả nhà ơi, nè trắng trắng đó mà chuột nó tha cái gì vô một đống. Ôi nặng dữ rồi. Rồi nè cả nhà, cái đuôi nữa nè, còn hữu hành này chắc gắn ba rồi, nhưng mà tại vì chuột nó tha vô nằm ở trong đây gắn ba cả nhà nè. Nó nè con gắn ba, nó ăn chuột ủ nu kìa. Nắng quá mình đi mệt mình thở, lát lên xử nó. Chuột còn luôn. Xuống dưới đây. Cá này đơn sơ quá cả nhà. Mình đặt cặp cái bờ này nè, nhưng mà không có chỗ đặt á, mình lấy vài cọng cỏ mình đắp lên. Khui. Thấy trống lỏng, không có gì. Ôi trời ơi, cả nhà ơi, nặng lắm nha cả nhà. Mình kéo cái bẫy ra nặng chịch thằng nha. Nó không có dướng gì hết trơn nha, tại vì trong chỗ này đóng cỏ không. Không biết là con hổ ngựa hay là con hổ hành nữa nè. Hổ hành là mới vô nha không. Trời ơi, nó nặng. Ôi trời ơi, đỡ rồi. Ôi trời, thằng khủng con hổ hành cho bá cả nhà ơi. Ôi trời ơi trời. Ôi. Ôi trời. Mình nó xuống. Ôi nó bự nè cả nhà. Ôi một phanh luôn nè. Ôi trời ơi. Ôi thứ gì chịu nổi nè. Ôi trời. Quá trời rồi cả nhà ơi. Con trời chắc có ký nữa. Con này có ký à. Trời ơi nó đã. Mình đặt lại cái bẫy xe cua ra ngoài rồi mình bắt cho cả nhà xem. Giờ mình đi ra tới ngoài nè. Đây nè cả nhà, cái đầu nữa nè. Con này mới dính nè. Có một cái mà mình phải đi tuốt tuốt ở trong kia mình đặt á, xe mình đó đây, mình để đây đi, sát đây mình có một cái nữa nè, nhưng mà mình thăm cái trong kia trước, ra ngoài mình thăm cái xinh gặm đây. Đây nè, cái này chút quất rồi. Trời ơi chết ơi, có gắn mà chết luôn rồi, chuột còn cả nhà. Mình lấy bịch lúa mình bỏ vô rồi ra đây mình bắt luôn con này, hàng khủng cả nhà, chỗ mát nè bắt luôn. Ôi trời, nó đã cắt cái bao ra cho cả nhà chiêm ngưỡng. Cái bẫy dưới kia mình để đi, xử lý cái con này xong rồi cái mình tính lại con chiêm ngưỡng nó cả nhà. Giật mình, còn nãy dính đằng kia nữa nè, gắn ba nè, cái dao đâu ta, chiêm ngưỡng cả nhà ơi, chiêm ngưỡng hàng khủng cả nhà ơi. Đây, cắt cái bao ra coi. Trời ơi trời, trời ơi cái nhà ơi, sao như thế này, như thế nào ký không, con này ký không cả nhà nè. Đó đã chưa ký, quá đã cả nhà ơi.
Đó, thấy gì chưa, bắt ra luôn. Nãy giờ chụp tấm hình đó, rồi nó đã, nó phê gì đâu trời. Mới vừa cái đầu thì dính con có 700 g, không ngờ dính thêm một con này nữa. Rồi nó đã cả nhà ơi, phê, không có gì mà dính bằng mấy con hàng khủng gì chứ, ra không được luôn nè. Bò ra con, cái này để nó quay đầu nó bò ra thôi chứ. Đó, trời ơi trời ơi cả nhà ơi, con này cả ký nha, con này cả ký cả nhà. Ừ, nó đã, trời ơi trời, con này cả ký á, bèo gì cũng phải 900 g. Cái đó là mình đánh giá bèo đó nha, nhưng mà chắc vô ký rồi đó, quá trời nó bự rồi, nó phùm tay luôn mà, vô hàng đại rồi. Ối chuột kìa luôn, mới vô phân chưa thấy đi mà, chưa có đi phân nữa cả nhà. Bắt con này ra luôn, con ngắn ba, ngắn ba. Cái này nguyên một đống ghét ở trong đây, trời ơi trời. Quá wow, trời, trời ơi, con ngắn ba mà nó làm, nó mối dưới kia mà nó chạy mà làm sạc sạc gớm, làm trực mình luôn, xuống, mới nữa luồng 7 cả nhà ơi, mong là mấy cái sau nó sẽ trúng nha. Quá wow, phê, giờ mình xử lý lại mấy cái này. Rồi mình đi đặt tiếp, mình đi thăm tiếp chứ luôn, lộn. Trời ơi, trời quá. Ôi trời, cái này yên quá trời, mà đặt hồi không yên, chết chuột rồi, chết chuột rồi, mà nó không có phân nữa, phải không, chết chuột cả nhà. Trời ơi sao cái này lúc nào chuột nó cũng cắn hay ta, chuột con cắn banh cái bao chiến gọi mới vừa ấy, cái bao mới nứa gần ha. Ôi cái bẫy cắn tè tù hết, chuột còn lắm đây, rồi dính luôn cả nhà. Nè con này nhỏ à, chắc lát bắt ra khỏi quay nha cả nhà, con này nhỏ chắc có thể là mình thả luôn không chừng con hoành nè, nhỏ xíu à. Ui coi, rồi có cả nhà, mình giật ra mình thấy cái đít nó nằm ở trong chỗ cái đít nè. Con màu gì mà màu kỹ ta, trời ơi con hoành nó đang lột á này cả nhà ơi, con này chắc vô nhì quá, con này vô nhì cả nhà, nó đang lột cái màu đục ngầu, tưởng nó con gì nè, vô nhì, vô nhì rồi cả nhà ơi, quá ngon. Đi ra ngoài để mình bắt nó luôn.
quá đã. Con nhì này chắc cỡ gần nửa ký, bắt nó luôn cả nhà. Cái vỏ mình để vào đây nè, lại mình xách lại chỗ trắng, chỗ trắng mình dễ bắt nó nha, chứ mấy chỗ này có cỏ không mà lỡ nó ra mà nó có bò đi á, cái nó chui xuống lỗ nẻ là ăn cho hết luôn. Nó dính đó, đang lột luôn. Túi gắn nè, cái này chắc gần nửa ký quá. Đó nè cả nhà, 450 đang lột, ngon quá đi. Rồi quá ngon rồi cả nhà ơi, tiếp tục nha. Khui. Ê. Cái gì trong đây bập 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 ta? Không có cả nhà. Chết chuột. Trời sắp tối rồi cả nhà, với lại đang chuyển mưa nữa vậy nên nó tối hơi nhanh. Giấc này mới có 4 giờ hơn nên nó tối hù, tại vì trời có chuyển mưa cái bẫy rồi. Chết chuột luôn, đặt lại cái xe cua cái. Như này tạm thời vậy đi. Cái vỏ mình để ngoài kia. Đúng. Hôm nay trời nắng quá đi cũng mệt, trời mưa quá thì đi cũng cực. Nãy mình thăm cái bẫy đó là cái bẫy cuối cùng luôn đó nha. Đây là cái thành quả của mình nè. Quá trời hôm nay nó đã rồi. Gắn bự không rồi nha. Đây nè, cái túi gắn. Con này con hú ngựa không tính. Đây nè, túi gắn của mình nè. Được ba con. Ở đây cỏ không chứ. Có con này chắc cả ký có cả nhà. Sướng à. Rồi, 3 ký mấy. Đây có gắn bự á. Rồi, mình cũng xin tạm dừng kết thúc video luôn nha. Cảm ơn cả nhà các chị đã xem video và ủng hộ mình nha. Hẹn cả nhà lại những video tiếp theo. Bye bye.